Tiếp theo chúng con xin được gửi tới câu hỏi cho bác Diệu Thành và chúng con xin kính xin thầy Thích Hạnh Phú chuẩn bị sau đây ạ. A Di Đà Phật. Diệu Thành là Nam ai? mô A Di Đà Phật. Kính thưa lão cư sĩ Diệu Âm, xin lão cư sĩ từ bi giảng giải cho chúng con. Hàng năm cứ vào tháng giêng là chúng con thường ghi tên tất cả những người thân trong gia đình mang đi rất nhiều ngôi chùa để nhờ sư thầy cúng cho gia đình chúng con được bình an, được may mắn. Có thành viên nào trong gia đình có ngôi sao xấu chiếu mạng, ví dụ như sao La Mầu Kế Đô gì đó? Thì chúng con mua người hình nhân thế mạng và sắm lễ vật để nhờ quý thầy cúng bái cầu cho chúng con giải đi được những vận hạn. Kính thưa lão cư sĩ, chúng con làm những việc như trên có đúng với lời Phật dạy không ạ? Và muốn được bình an và giải đi được những nghiệp chướng thì chúng con phải làm như thế nào? Chúng con xin kính xin lão cư sĩ từ bi giảng giải cho chúng con ạ. Chúng con xin chân thành tri ân lão cư sĩ. Nam mô A Di Đà Phật ạ. Nếu mà chư vị sợ sao La Hầu rồi La gì đó Kế Đô rồi đó mà nhờ thầy cúng, thì trong kinh Phật chúng ta có thể chư vị dùng cái pháp là Địa Tạng Sát Nghi còn mạnh hơn, còn chánh pháp hơn. Tại vì cái pháp đó trong kinh Phật có nói Ngài Ngẫu Ích cũng thường dùng cái pháp gọi là Địa Tạng Chim Sát để mà tìm xem cái tội lỗi của mình đã làm ra những gì. Nhưng khi đến sau cùng thì chính Ngài Ngẫu Ích thọ một căn bệnh thập tử nhất sanh, mê man bất tỉnh. May mắn sau cùng Ngài tỉnh lại. Ngài tỉnh lại rồi Ngài nói một câu: ủa lúc đó nếu ta tắt hơi chết đi, ta đi đâu đây nhé? Khi Ngài hỏi một câu như vậy thì tình cờ bên cái đầu giường của Ngài ai để cái kinh A-di-đà? Chắc có lẽ là các vị đệ tử đang đến cầu an cầu siêu gì của Ngài đó, biết nên để cái kinh đó. Ngài cầm kinh ai giải nạn của chính mình chính là niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải cái gì khác cả. Mình niệm Phật thì mình tự chủ con đường của mình. Xin chư vị cỡ chi đem các huệ mạng của mình mà giao cho cái sao La Hầu, đem cả cái tương lai của mình mà gửi cho cái sao Kế Đô, rồi có một cái sao gì, sao đại phúc đại lành gì đó từ chỗ nào đó đưa đến mình gặp đấy, mình mừng. Chứ vì có thấy rất nhiều trường hợp những người cứ gì đó xin xăm xin quẻ tìm cái ngày thiết là tốt đi ra đường, chứ vì có thấy những ngày tốt ở ngoài đường vẫn có tai nạn xảy ra và người chết vì tai nạn quá nhiều không? Ở Việt Nam chúng ta đang bị cái bệnh Covid đấy. Chư vị coi những người mà bị bệnh Covid có kiến chọn ngày xấu mới bệnh không, hay là ngày tốt vẫn vương nạn như thường, phải không chư vị? Hãy mạnh dạn mà nói lên những điều này. Trong kinh Phật nói tất cả đều do tâm tạo. Nếu chính cái tâm mình không vững thì gặp một vị nào đó bói toán gì đó nói là chỉ bị sao Kế Đô là bị nạn, thế là ngày ngày lo sợ, đi đường không nhìn trước nhìn sau, cứ nhìn cái sợ không bị xe tông cái rầm đấy, đấy bị Kế Đô rồi gì vậy chứ bị, đúng không? Mình buồn quá sức, mình không ăn không uống, ngã bệnh xuống bị bệnh Kế Đô rồi. Tất cả đều do mình tạo hết mà mình không hay. Hỏi chư vị, nếu mà chư vị quyết lòng niệm Phật trở về Tây Phương Cực Lạc thành Bồ Tát rồi, có cái sao Kế Đô nào mà dám đến quậy phá thế?
một vị Bồ Tát không? Chứ vị thành tâm niệm Phật, chí thành niệm Phật thì 25 vị Bồ Tát phóng quang gia trì ngày đêm cho chư vị. Có người nào mà dám vắng qua cái hào quang của chư vị Bồ Tát mà đến quậy phá chư vị được không? Có cái sao la hầu nào mà dám chui vô cái chỗ đó mà hại chư vị được? Hàng ngàn vị thiên long hộ pháp bảo vệ chư vị mà chư vị không chịu lại đi tìm một cái sao kế đô nào đó, không biết từ chỗ nào. Chư vị ơi, hãy suy nghĩ thật kỹ lại. Phật dạy là tất cả do tâm tạo, chứ không phải tất cả do một cái vị tinh tu nào đó xây chuyển cuộc đời của mình. Phật không dạy như vậy. Học Phật chúng ta phải có cái chánh tri chánh kiến đàng hoàng, nhất định tin lời Phật dạy. Chư vị cứ mở kinh Phật ra, thử có kinh Phật nào nói về sau này sau nọ, cũng sau giải hạn hay không? Hoàn toàn không có. Mà tại sao bây giờ trong chùa lại có những hiện tượng cũng sau giải nạn như vậy? Rõ ràng thời mạt pháp thường thường chánh pháp đã bị suy đồi. Tự mỗi người cứ dựng ra công chuyện đó mà làm, hoàn toàn không có trong kinh Phật. Mong chư vị phải hiểu được là thời mà pháp này Đức Thế Tôn dạy chúng ta phải niệm câu A Di Đà Phật nó thoát nạn. Chư vị có tin không? Tin thì niệm đi, không tin thì chạy theo con đường nào tự chư vị chịu trách nhiệm lấy. Chứ giờ cũng không biết cách nào có thể bắt chư vị phải tin. Đồng ý không chư vị? Quyết lòng nhé. Tin Phật cho chánh pháp mới được. A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng con xin thành kính tri ân công đức của lão cư sĩ Diệu Âm ạ.